Chào mừng tất cả quý khán giả đang đến với gian bếp của Đấu Trường Ẩm Thực. Và giờ đây, gian bếp của Đấu Trường Ẩm Thực sẽ chào đón hai nghệ sĩ khách mời, đó chính là ca sĩ Hồ Khánh Long và ca sĩ Miha. Hello em. Hello anh Phát. Yeah. Hello Miha. Yeah. Hello anh Phát. Mình gửi lời chào đến quý vị khán giả nhé. Dạ, yeah, em chào anh Phát, chào anh Long và chào tất cả quý vị khán giả đang xem chương trình Đấu Trường Ẩm Thực. Xin chào tất cả các quý vị khán giả đang xem đài truyền hình. Mình là Hồ Khánh Long và mình đang công tác tại Hội Những Người Yêu Thích Sân Khấu Truyền Hình và cũng như là âm nhạc. À, em là ca sĩ, dạ. Dạ. Hay màu mè vậy lắm anh. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng chào đón thêm một vị khách mời đặc biệt, đó chính là đầu bếp chị Thiên Hương. Xin mời. Em xin chào đến quý vị khán giả. Mình tên là Phạm Thị Thiên Hương. Hiện đang công tác chuỗi bánh Atelier của Hàn Quốc. Ngày hôm nay có vẻ như là chương trình của chúng ta đầy sự ngọt ngào. Và không biết là hai loại bánh mà chị mang đến đây là gì ạ? Mình đem tới là cupcake banana và macaroon. Wow. Nồng nóng quá. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng lên món. Xin mời đầu bếp. Macaroon. Lúc mà mình thao tác á, nó, nếu mà mình không canh được cái độ dẻo của trứng thì bánh nó sẽ không nổi. Dạ. Yeah. Rất là ngon, cảm ơn chị. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với món bánh thứ hai nha. Oh, dễ thương quá. Nó rất là xốp, ăn với cái vị chuối nó rất là thơm, nó không làm cho mình ngán. Và cái lớp kem ở trên nó rất là mịn và nó hơi béo nhẹ thôi. Chúng ta sẽ có một cái thử thách phụ nhỏ nhỏ để tìm xem ai là người chiến thắng, và nếu như nghệ sĩ nào chiến thắng sẽ giành quyền lựa chọn món nào mình yêu thích và mình thực hiện trong số ngày hôm nay. Yeah. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Dạ. Yeah. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với thử thách chọn món. Xin mời. Và thử thách của chúng ta có tên gọi đó là đập bóng cướp món ăn. Và trước mặt các bạn đang là những cái chùm bóng rất là nhiều màu sắc. Trong vòng 2 phút, nghệ sĩ khách mời nào chích bóng cho nó bể trước đó là nghệ sĩ đó sẽ giành chiến thắng và có quyền lựa chọn mình thích món nào mình nấu món đó. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Đã sẵn sàng. 2 phút dành cho nghệ sĩ, bắt đầu. Đấy, đồng đều. Long ơi, nhường nhịn đi Long ơi. Không, con móng anh em bị gì rồi, nói đi rồi. Ủa, nhường luôn hả? Trời, gà lăng vậy? Thấy chưa, đã bị gì đó. Thôi nhân cơ hội. Ồ, hay vậy. Đổi chiến thuật rồi, Hồ Khánh Long đổi chiến thuật rồi. Rồi thấy người ta chích được cái đổi lại này nha. Dạ, đổi lại không nè. Trời, cẩn thận. Cố lên nè. Hay quá Long ơi. Hay quá. Bạn Long hay quá. Hay vậy. Biết Tiến Linh đổi đầu sao không vậy nè? Chị để ý những cái con ngừ này nha. Lát người nào ăn gian mình bớt giúp lại. Trời ơi, bé. Rồi, em làm vậy làm lợi. Tôi thấy tôi tổ chức cái cuộc thi này nó vô nghĩa quá. Tại vì nam khách mời của chúng tôi hầu như là muốn nhường cho nữ khách mời. Cái này là bằng khả năng của em mà. Bằng khả năng của em mà. À, cái khả năng lương lẹo của em. Long có đồng ý với kết quả này không? Dạ em đồng ý, thật ngay từ đầu em đã nghĩ là như vậy rồi. Tại vì tính Miha em hiểu lắm. Dạ. Và như vậy là chiến thắng đã thuộc về Miha. Và bạn quyết định bạn sẽ nấu món gì? Em chọn bánh macaroon. Và bây giờ sẽ là phần thử thách đến từ ca sĩ Miha. Xin mời. Trong thời gian 20 phút, nghệ sĩ sẽ trực tiếp thực hiện món ăn với sự hướng dẫn của đầu bếp. Sẽ có những thử thách mà MC đặt ra để làm khó người chơi.
đầu bếp sẽ là người quyết định món ăn, cũng như nghệ sĩ nào sẽ giành chiến thắng. Cuộc tranh tài của đấu trường ẩm thực bắt đầu. Nguyên liệu bánh macaron gồm có đường cát, đường xay, sô-cô-la đen, trứng gà, bột hạnh nhân, cốm màu, màu gheo, bột cacao. Và đặc quyền của người chiến thắng trong cái thử thách vừa rồi đó chính là em sẽ được chị Thiên Hương đây bài biện tất cả những nguyên vật liệu cần thiết để mình có thể thực hiện được cái món đó rất là dễ dàng. À, bây giờ em chỉ cần nghe là chị Thiên Hương hướng dẫn sao mình làm y chang vậy là được rồi. Dạ. Em đã sẵn sàng chưa? Em đã sẵn sàng. Rồi, 20 phút dành cho My ha. Bắt đầu em ơi, lẹ lẹ đi. Rồi, đứng rồi, anh lấy cho, đầu bếp không được phụ à. Chị qua bên kia đứng giùm em, giữ nguyên hiện trường. Em nhớ là nãy chị có lấy đồ giùm cho My ha, là lát chị cũng phải lấy cho em như vậy nha. Em không là em phân biệt. Rồi, tôi trả xuống lại nè, giờ anh lấy cái nha. Cái rây bột. Rây đường xay với bột hạnh nhân chung với nhau. À, cái này là đường xay hả? Đúng rồi. Em tưởng nó là bột. À, rây bao nhiêu chị? Chị có cân sẵn định lượng cho bạn làm hết. Rây hết cái tô này luôn. Đúng rồi. Rồi, rây hết đi em ơi. Rây hết luôn. À, các nguyên liệu cần thiết là chúng ta sẽ có là đường cát. Đường cát. À, đường xay. Đường xay, sô-cô-la tới để trang trí thôi. Rồi, cái trứng gà, bột hạnh nhân, bột cacao. Ừ, để mình rải mình trang trí, còn nếu không có cũng không sao. Dạ, còn cái này là màu. Dạ, những người đầu bếp mà chuyên làm bánh đó chị, trong họ cứ nhẹ nhàng thanh tao. nhẹ nhàng không, em nói nó giả lắm. Ta nhẹ nhàng từ trong tâm ta toát ra, còn em là ở ngoài ập vô mà nó hơi sượng sượng nha. Bây giờ là tới rây bột hạnh nhân luôn. Dạ đúng rồi, anh nghĩ là phải cái tô to hơn. Rồi bây giờ xong rồi cái phần này. Ê, rồi xong. Đây để anh dọn cho mình làm gì tiếp chị ơi. Trộn mình tách lòng trắng trứng. Trộn một cái bột cũng đều rồi, mình thêm gì nữa chị? Rồi xong, mình tách lòng trắng để mình đánh với đường nè. Bỏ cái đường vô đây. Đúng hết luôn đúng hả rồi. Chị ha. Đúng. Rồi để coi Mi ha tách lòng trắng như thế nào nha. Ủa, em mới tách một cái này anh không thấy hả? À hả. Ui ơi. Ủa rồi xong, mình lấy cái máy cầm tay đây nè. Vậy em đánh thôi. Để giữ như vậy. À, dạ. Rồi giữ như vậy. Giữ như vậy thôi. Em giả bộ vậy thôi, em giả bộ. Mọi người thấy sao? Em ơi. Nhẹ nhẹ thôi nhưng phải nghi cứu vậy nè. Đó, hiểu chưa? À, hiểu chưa? Dạ. Trời ơi, anh sống đời mà anh dạy em hoài em ơi. Ơi như mưa hả? Trong đây mình mưa ha. Đánh chừng nào mà nó lên chớp dẻo luôn. À dạ. Rồi, anh thấy cũng ổn rồi đó. Bây giờ em tắt máy, em kéo thử đạt yêu cầu chưa? Đó. Vậy được chứ chị? Nó cũng còn hơi mềm. Rồi, bây giờ em cho bột vô đi. Bỏ cái này vô luôn. Từ từ em, trộn chia làm 2-3 lần. Đi một vòng thôi. Đi một vòng thôi. Rồi. Một vòng. Này được một chiều. Có khi nào mà học viên mà kiểu... Anh tính đi học. Dở quá, chị nóng giận chưa? Có chứ. Không, nãy giờ em thấy chị rất là nhẹ nhàng. Không có đâu, còn chị đang quay hình đó chứ không là chị ký đầu em rồi chứ đâu mà. Mà mẹ biết hay vậy. Sao biết hay vậy chứ? Cho vô 2 giọt màu đi. 2 giọt N5. Sắp hết giờ rồi em ơi. 1 2. Rồi, quậy tiếp đi. Quậy. Dạ, rồi. Mình vô bao tam giác. Ừ, anh thấy cái màu bắt đầu giống bánh lúc nãy rồi đó. Ừ. Ra rồi đó. Rồi, cái này em ấy vậy lên. Có lót dầu hay gì không chị? À không cưng, cái không. Này có chống dính rồi em. À. Thôi bây giờ để chị chỉ cho, hướng dẫn ha. Là nếu mà em bắt hình con gấu á thì em để cái bao thẳng vậy nè. Để bao thẳng nha. Dạ. Rồi em đi thêm đường xung quanh, đi cái này nữa. Rồi. À. Rồi. Oh wow. Dễ mà, cái này thôi mình tự mình sáng tạo đi. Miha làm mặt anh đi Miha. Thôi được rồi, anh thấp xuống nha. Không ai dám ăn luôn á. Thấp xuống nén xuống luôn. Wow. Rồi thấp xuống, wow. Thấp xuống, không dở cao đâu. Em ơi, nó ra con lãi rồi em ơi. Thôi kỳ, để làm lại. Thấp xuống nè. Đúng rồi, đó, đúng rồi đó. Rồi, à. Hai cái lỗ tai. Ủa. Nhẹ thôi, rồi. Rồi, nghe được chưa? Rồi. Đó. Xong. Ừ, bây giờ mình chờ trong bao nhiêu lâu chị? 30 phút.
30 phút. Với nhiệt 135 độ. À. Nãy giờ 30 phút rồi. Trời ơi, chắc bánh chín rồi chị ha. Chín rồi. 30 phút là chắc chắn là nó sẽ ok đúng không chị? Rồi, bây giờ sẽ lấy bánh ra. Em cảm thấy hồi hộp không Minh ha? Không, em tự tin về cái sản phẩm của mình lắm. Đó, thấy chưa? Ủa, nó teo lại. Ôi, wow. Ôi. 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 Cũng ra gì phết. Rồi bây giờ trang trí này sao chị? Em bơm với nhân sô-cô-la tròn xung quanh đây. Dạ. Rồi. Rồi, thấp xuống rồi. Rồi, em lấy này em lập vô. Là... rồi dẹp rồi. Lại à. Em sẽ vẽ mắt thì em lấy cái này em vẽ lên mắt mũi. Rồi em vẽ bằng cái này luôn. Wow, xuất sắc luôn. Xong. Và như vậy là món bánh macaron của Miha đã hoàn thành. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng thưởng thức nhé. Cái màu sắc với cái hương vị thì ổn. Nhưng mà cái trang trí này chắc không cho điểm luôn. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với thử thách đến từ ca sĩ Hồ Khánh Long. Để có được những nguyên liệu để làm cái món bánh cupcake thì Long sẽ phải vượt qua những cái chướng ngại vật như thế này. Sau đó mình tiến tới cái quầy bên kia để mình lấy những cái nguyên liệu cần thiết. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng lắng nghe đầu bếp Thiên Hương liệt kê tất cả những nguyên liệu cần thiết nha. Mời chị. Bánh này sẽ có là chuối, đường cát, bột mì, dầu ăn, sữa tươi, trứng gà, yến mạch và bột cacao. Bột cacao. Và 2 phút bắt đầu. Đi lấy em ơi, đi lấy. Đầu tiên là chuối, rồi là mỗi lượt 2 nguyên liệu thôi à. Rồi lấy xong mình về để đây. Xong, nhảy tiếp em ơi, nhảy đi. Nhanh lên hết giờ anh ơi. Bột mì quá dễ dàng. Thôi em lấy nhiều luôn đi, lấy chục 12 trứng đi. Hay à? Đủ chưa, đủ chưa? Dạ còn nhiều thời gian không ạ? Hết giờ rồi. Sao mà hay ra dễ quá à? Có 2 phút à, làm như 2 tiếng đồng hồ vậy đó. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng kiểm tra lại các nguyên liệu mà Hồ Khánh Long đã lấy được nhé. Đủ chưa chị? Đủ rồi, chỉ trứng gà là mình xài có 2 trứng thôi. Dạ. Rồi. Và bây giờ sẽ là phần thi thử thách của Hồ Khánh Long. 20 phút bắt đầu. Đầu tiên em sẽ lấy cái này đúng không chị? Đúng rồi. Thì em sẽ xử lý mấy ta ngủ một giấc nào. Rồi. Và như vậy là thời gian chờ đợi đã qua rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng lấy bánh ra để xem có thành công hay không nhé. Mời Long. Em nghĩ có vẻ thành công đó. Ổn không, ổn không chú? Rồi bây giờ em trang trí cái lớp kem ở trên nữa đi. Trên cái miếng này luôn hả? Đúng rồi. Em để thấp xuống. Thẳng lên, thẳng luôn, thẳng luôn, từ từ. Em làm cho cái đế nó tràn ra hết rồi mình hãy kéo lên. Cứ giữ nguyên vậy đi cho nó tràn ra hai bên đi. Cứ giữ nguyên, giữ nguyên, giữ nguyên, giữ nguyên. Khi nó tràn được hết rồi mình hãy kéo lên là xong. Đó, rồi vuốt lên. Đó, hết giờ rồi ạ. Và như vậy là món bánh cupcake của Hồ Khánh Lâm đã hoàn thành. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng thưởng thức nó ngon hay dở nha. Xin mời. Thế sao chị Hương? Vị được. Vị được ha. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với giây phút quyết định, giây phút công bố kết quả. Xin mời. À, bây giờ mời chị Hương chúng ta sẽ đánh giá dựa trên từng món ăn nhé. Bây giờ sẽ là món của Miha, mời chị. Món của Mia thì thao tác cũng cho bạn 2 điểm luôn. Rồi. Nhưng mà trang trí thì mình khuyến khích cho bạn 1 điểm. 1 điểm là 3 điểm. Rồi, hương vị là mấy điểm chị? Là hương vị 6 điểm. 6 điểm, 9 trên 10. Wow, cũng rất nhiều rồi này nọ. Dạ. Còn món của Hồ Khánh Long Món của Hồ Khánh Long thì cái thao tác của bạn 2 điểm. Dạ, 2 điểm về thao tác.
trình bày thì bạn cũng được 1 điểm luôn. Hương vị thì bạn cũng được 6 điểm nhưng mà chị tiên cho phụ nữ. Hợp lý chị. Em đồng ý không Long? Dạ em rất là đồng ý. Tại vì nếu mà em đã không đồng ý thì hồi nãy em đâu có nhường cái vụ bóng bóng cho Mia đâu. Còn nếu em không đồng ý thì kệ em. Đâu có được cái gì. Giám khảo mới là người đưa ra quyết định cuối cùng. Và bây giờ xin mời chị Hương trao chiếc cúp danh giá này cho Mia nhé. Dạ em cảm ơn chị. Và xin được cảm ơn đầu bếp Thiên Hương cũng như là hai nghệ sĩ khách mời của chúng tôi đã đến đây để mà thực hiện những món ăn vô cùng hấp dẫn và thú vị dành tặng cho tất cả quý vị khán giả. Còn bây giờ tất cả chúng tôi xin chào và hẹn gặp lại.